Thưa quý vị và các bạn, có vẻ như kết quả quan trọng thắng lợi nhất của cuộc gặp giữa Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở San Francisco không phải là việc Trung Quốc thay đổi thái độ thân thiện hơn với Mỹ, mà là đã buộc được Thống đốc phe Dân Chủ Gavin Newsom thu dọn sạch sẽ lại thành phố. Trong những ngày tới thì người dân có thể đi bộ trên phố mà không lo dẫm phải phân người hay kim chích đã qua sử dụng. Người ta cũng đang tự hỏi tại sao phải đến khi có khách đến chơi thì mới lo dọn dẹp nhà cửa. Trong khi bao năm qua người dân đã phải than phiền về việc những tay nghiện ngập và dân vô gia cư đã tràn ngập đường phố, phóng uế khắp nơi, thì Gavin Newsom phớt lò, còn cho rằng sẽ tốn một số tiền khá lớn để có thể dọn dẹp lại được. Vậy hạ cớ chi chỉ trong vài ngày, trước khi giáo chủ tập cật bình giá lâm, lại được Newsom dọn sạch sẽ đến thế. Hơn thế nữa, nếu chúng ta xem đoạn video quay lại khi đoàn xe của Tập đi ngang qua một con đường ở San Francisco, nhiều người tưởng là Tập đang ở Trung Quốc. Vì đường phố ngợp cờ Cộng sản, không lấy một lá cờ Hoa Kỳ nào trong hàng nghìn lá cờ Trung Hoa. Đơn giản, Gavin Newsom đang muốn được ve vỡn bên giáo chủ Tập là một chú khuyển ngoan bên cạnh giáo chủ. Cứ nhìn cách Gavin chuẩn bị cho ngày nghinh đón tập chúng ta cũng đã thấy được phần nào ý đồ của Y. Vì trong tương lai gần đây không chừng chàng thống đốc này sẽ ra ứng cử tổng thống thì chắc chắn sẽ phải nhờ và lệ thuộc vào giáo chủ tập rất nhiều để có cơ hội được phục vụ cho giáo chủ nữa chứ. Nói đùa chút cho vui nhưng chúng ta cũng cần nhìn lại cuộc gặp giữa hai con người nếu gộp lại cũng gần 200 tuổi này sẽ mang lại được lợi lộc gì cho người dân hai nước hay nó chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân của tập và Joe Biden. Tôi nghĩ cả hai đều có mọi lý do để muốn được gặp nhau. Quý vị cũng biết tập hiện có một nền kinh tế có vẻ như đang trì trệ, thị trường bất động sản đang hỗn loạn nợ công ở các địa phương và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao. Thương hiệu Bắc Kinh bị suy thoái trên toàn thế giới, trong khi vô số lời kêu gọi ở Mỹ buộc chính quyền Biden phải cứng rắn hơn với Trung Quốc trên mọi mặt trận. Tập cận bình chưa biết sẽ phải giải quyết ra sao thì Biden đã gửi lời mời riêng tới tập cận bình, đặc biệt đề cập đến vấn đề tổ chức của gặp cấp cao đang gặp bế tắc lại được người chia cành ô liu thì ngại gì không tiến một bước. Vì Trung Quốc sẽ chẳng có gì để mất trong lần gặp này với một chiến lược kết hợp giữa đe dọa ngoại giao kiểu chiến binh sói và một chút giả vờ là kẻ bị tổn thương kèm theo những lời hứa rỗng tuếch vì ai cũng biết nó sẽ chẳng bao giờ được giữ lời. Biden cũng có lý do để gặp tập. Như chúng ta đều thấy các cuộc thăm dò mới đây cho thấy điểm ủng hộ Biden hiện đang nằm dưới đáy về mọi mặt. Nên Biden bắt buộc phải làm một điều gì đó để gây ấn tượng và để giải quyết câu chuyện tái tranh cử của mình. Để cho người dân Hoa Kỳ tin rằng ông có thể quản lý mối quan hệ, rằng khi nói đến chính sách đối ngoại, ông ấy là người trưởng thành trong căn phòng chứ không phải những đảng viên Đảng Cộng hòa liều lĩnh, hiếu chiến. Biden đang hy vọng tập sẽ hùa theo và ném cho Biden một hoặc hai khúc xương địa chính trị. Tất cả những gì Biden thực sự cần là muốn Bắc Kinh giả vờ kính nể ông ta cho đến tháng 11 năm sau. Truyền thông nhà nước Cộng sản đưa tin một cách tích cực về sự kiện ca ngợi cuộc gặp giữa Biden và Tập Cận Bình, gọi cuộc thảo luận là tích cực và toàn diện. Đây có vẻ là những tín hiệu cho thấy phía Trung Quốc sẽ hùa theo Biden vì việc đưa tin tích cực về sự kiện này là một bước thay đổi lớn so với những bình luận chỉ trích Mỹ điển hình thường xuất hiện trên truyền thông nhà nước và mạng xã hội Trung Quốc những năm gần đây, khi căng thẳng giữa hai nước bùng phát. Điển hình trong cuộc họp kéo dài 4 giờ thì Bắc Kinh dường như đã đồng ý với hai yêu cầu chính. Đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân và thiết lập lại các mối liên hệ quân sự giữa hai quân đội trong đó các lãnh đạo cấp cao của lực lượng vũ trang của cả hai bên được phép tham vấn thường xuyên. Tòa Bạch Ốc sẽ quảng bá cả hai ý tưởng này ở đây như những bước đi quan trọng trong việc giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng chúng ta đừng đặt cược quá vào những quảng bá này. Cả hai nhà lãnh đạo đều biết chính xác những gì họ đang nhận được. Tập Cận Bình có được không gian hùng biện để tránh phải đưa ra những nhượng bộ khó khăn như không cần phải gửi viện trợ quân sự cho Nga, gian lận trong các biện pháp trừng phạt hoặc cổ vũ cho Hamas và Iran, giành được những nhượng bộ trong chính sách của Mỹ để đổi lấy những lời hứa hợp tác, giảm bớt căng thẳng song phương, sẽ cho phép Tập Cận Bình tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế và cơ hội thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đang ngày càng xa lánh Trung Quốc. Biden thì sẽ có cơ hội tỏ ra như một nhà lãnh đạo thật sự để lấy được lòng tin của người dân. Nếu ông ta có thể xoay sở để không rơi vào tình trạng thiếu mạch lạc khi phát biểu hoặc vấp té khi lên xuống bậc thang. Vậy ai là người sẽ không nhận được gì từ thỏa thuận này? Tất nhiên là chúng ta, người dân. Hàng ngày sẽ không thấy được một Biden cứng rắn để đẩy lùi hoạt động độc hại toàn cầu của Trung Quốc bỏ lỡ cơ hội khi không tận dụng động lực kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc để đạt được nhiều thắng lợi ngoại giao hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến lạm phát và biên giới mở với việc Biden tiếp tục đưa ra những lời hứa rỗng tuếch. Vậy cuối cùng thì liệu bầu không khí nồng ấm hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể duy trì được lâu dài hay chỉ là tạm thời trước khi căng thẳng tiếp tục bùng phát? Tôi nghĩ quan hệ Mỹ và Trung sẽ không xấu đi trong năm tới. Nhưng liệu nó có phục hồi và sớm trở nên ấm áp hơn không? Câu trả lời là không. Nhưng nếu quan hệ không xấu đi, điều đó vẫn có thể chấp nhận được. Còn vẫn tốt hơn việc những người dân San Francisco sẽ lại tiếp tục thấy mọi thứ trở lại bình thường, thậm chí có thể còn tệ hơn trước. Và họ, điều đó cho họ hiểu rằng, ngay cả khái niệm đường phố sạch sẽ cũng chỉ là một điều viễn vọng.